Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Các bạn có khỏe không? Mình khỏe re nè. Mình khỏe re là cái câu của Dương Trung Hiếu. Thì trước khi đi vào chia sẻ, các bạn cho gửi lời kính chúc quý vị các bạn và các bạn gần xa nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống và may mắn, bình an. Và trước khi đi vào chia sẻ cái video này, mong các bạn thật là hiểu, các bạn xem video hết video mà đừng có cho là mình chống Việt Nam, mình ghét Việt Nam rồi mình thế nọ thế chai nhé. Các bạn phải hiểu cái vấn đề mình nói lên cái gì nhé. Với lại một cái điều nữa là rất mong các bạn ủng hộ, các bạn xem video nhưng mà muốn là các bạn bình luận nó có cái nội dung ở trong video. Chứ nhiều nhiều bạn vào bình luận chung chung nó mình chả hiểu các bạn có xem video hay không. Ví dụ như là nói là chia sẻ hay lắm chị ơi, cô chia sẻ hay lắm, hoặc là chúc sức khỏe thì mình không biết là các bạn có xem hay không, hay là chỉ có chung chung như thế. Hay là chia sẻ chuẩn lắm cô ơi, cái này là mình không biết là các bạn có xem hay không. Cho nên là mình muốn các bạn, nếu như các bạn vào ủng hộ, các bạn bình luận có nội dung trong video nhé. Và nhớ cho mình xin cái like. Thì nếu các bạn xem video này thấy hay, các bạn cho mình xin cái like và chia sẻ nhé. Và các bạn nhớ là đừng nói là mình chống Việt Nam hoặc là mình ghét Việt Nam. Cái này mình nói trên sự thật luôn. Việt Nam mình có 11 cái nhất thế giới. Tại sao mình nói Việt Nam nhất thế giới? Các bạn nghe từ đầu đến cuối nha. Cái thứ nhất, số 1 là vệ sinh an toàn thực phẩm. Các bạn có thấy là vệ sinh an toàn thực phẩm có tốt không? Có an toàn không? Không có an toàn mà tí nào cả, bất chấp vì đồng tiền mà không có một cái gì gọi là kiểm, không biết là Việt Nam có kiểm dịch hay không nhưng mình cảm thấy như là không ấy. Rồi các cái quầy quán ở vỉa hè rất là bẩn thỉu, bụi bặm. Cái này thì đúng là nó do cái điều kiện hoàn cảnh thôi. Mình biết là Việt Nam thì khí hậu nó ẩm thấp, nó bụi bặm, nhưng mà phải có cái biện pháp chứ. Chẳng hạn như phải có một cái tủ kính để che bụi, rồi nói chung là phải có cái biện pháp. Chứ mình thấy nó quá bẩn luôn đấy. Không phải là mình ở nước ngoài mà mình chê đâu. Cái này là mình mong muốn Việt Nam mình, tất cả những cái gì mình nêu lên đây là mình mong muốn Việt Nam mình, mọi người dân mình là có ý thức cho bản thân mình, có trách nhiệm cho bản thân mình thì nó thành một cái xã hội. Xã hội là ai? Xã hội là bản thân mình. Mà bây giờ đấy, như bán đồ ăn các thứ ở ngoài vỉa hè thì mình nói thật mình thấy bẩn lắm. Không những bụi bặm bẩn mà còn nhiều cái khác thì không biết là Việt Nam mình có kiểm dịch hay không. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, số 2 là cái Việt Nam mình rất rất là dại. Cái đồ ăn ngon ấy, xịn ấy thì xuất sang Trung Quốc và rước những cái đồ thối, đồ tha, đồ bẩn, đồ ôi về tái biến, chế tạo lại thành ngon thành thơm bán cho người dân. Người dân thì nói chung là Việt Nam mình thì người dân thì bây giờ người ta bảo sống ở đâu Âu đấy người ta phải chịu thôi. Không, người ta thường nói là không ăn cũng chết, mà ăn cũng chết thì bắt buộc thôi cứ ăn. Chẳng hạn như là mình xem nhé, tất cả là đây là mình xem trên trên mạng nhé chứ mình không có bịa. Chẳng hạn như là vịt gà là bơm cái gì vào đấy, rồi thì nhúng cái gì vào đấy, nhúng vào đấy, rồi nói chung là nhìn rất là sợ, rất là bẩn. Rồi đấy là những cái ở trong nước. Cái còn những cái đồ ngon là xuất đi xong rồi là nhập về, chẳng hạn như lòng thối này, rồi là thịt thối, tất cả mọi cái này về cho thuốc tẩy uế thành thơm ngon này, xong rồi nấu ngon lên bán cho người dân. Người dân thì một ý là thôi thì người ta thèm, người ta phải ăn, người ta nói là không ăn chết mà ăn chết. Hai là mắt không nhìn thấy, tai không nghe thì tim không đau. Đấy, người ta thường nó có nói có cái câu đấy. Thì
Thôi thì cứ ăn đại đi, ăn 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 hoài đi. Người ta cũng ăn, mình ăn, người ta sống được, mình sống được. Đấy cái tư tưởng như thế. Thì thôi thì cứ mua. Nếu như mọi người dân mà sợ không mua thì người ta bán cho ai, đúng không các bạn? Nhưng mà do là những mỗi mình vừa mới nói đấy, mỗi một bản thân mình là phải có cái tính tự giác cho mình cao thì cái xã hội nó sẽ trở thành cao. Chứ còn bây giờ mình cứ đổ cho là xã hội là ai? Xã hội là mình, đúng không các bạn? Thế là cái đấy là rất là quan trọng, cái thực phẩm, an toàn thực phẩm đấy các bạn. Sợ lắm. Toàn nhập của tàu thôi. Mà các bạn có biết không? Tàu người ta bán thế nhưng người ta không ăn đâu nhá. Ngay cả mình xem đấy, rất là nhiều tàu họ họ bán đồ riêng xuất đi nước ngoài, còn họ ăn trong nước lại đồ khác nhé, các bạn không biết đâu. Rồi ngay cả sữa, những cái bọn học sinh sinh viên nó sang bên Đức này này, nó mua sữa nó gửi về Việt Nam, à nó gửi về nước nó, chứ nó những cái người nhà giàu nó rất là sợ. Mình còn nghe là người ta còn nuôi vú em để mà lấy sữa cho con cơ đấy, mức độ như thế đấy. Còn cái thứ ba nữa, số 3 là ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường Việt Nam này thì đúng là nhất thế giới thật. Bạ đâu là phóng uế đấy, vạ đâu là vất đấy, nói thật chứ ở Đức bây giờ cũng thế rồi nhưng mà nó vẫn vẫn còn hơn Việt Nam nhiều, mình nói thật, vẫn còn hơn Việt Nam nhiều. Cái này cũng là do ý thức của người dân, đúng không các bạn? Tất cả là do người dân tạo lên. Thì tất cả là do người dân tạo lên chứ không có ngoài ai khác cả. Bây giờ cái ô nhiễm môi trường ấy mình thấy ấy, ngay cả ví dụ mình đi Vịnh Hạ Long mà đi đi Quảng Ninh đấy, đi Vịnh Hạ Long đấy là người ta phải cử người đi vớt các những cái mà mọi người dân người ta vứt xuống biển đi, đi vớt đi. Vớt đấy là chẳng qua nó là cái cặn bã thôi, cái bã thôi. Còn những cái chất kia ấy là nó phai ra nước rồi, rất là bẩn thỉu. Nhưng mà ở nước ngoài làm gì có như thế. Cái tính tự giác dù sao người ta cũng cao hơn, nó cũng vẫn cao hơn. Các bạn công nhận với mình điều không nào? Cái thứ tư là cái người ta gọi là cái gì nhỉ, người ta thống kê là cái bệnh ung thư của Việt Nam là nhất thế giới, các bạn công nhận không? Đấy. Cái thứ năm là tham nhũng có nhất thế giới không? Tham nhũng ở Việt Nam thì thôi rồi Tổ quốc ta ơi. Nhưng vừa rồi là ông Nguyễn Phú Trọng là ông ấy đã dẹp cái tham nhũng ấy thì nó có đỡ rất là nhiều. Tham ô, tham nhũng rồi hối lộ đút lót nhất nhất thế giới luôn. Mình phải nói khẳng định như thế. Đấy là cái thứ năm. Cái thứ sáu nữa là cái giao thông, an toàn giao thông. Cái này cũng là do mọi người dân, ý thức của mỗi người không có nâng cái tầm quan trọng của cái tính mạng của mình lên. Cái an toàn giao thông nói thật các bạn, ở Việt Nam ấy sợ lắm. Mà những cái không đáng lẽ không đáng xảy ra chết người mà lại chết người. Mình ở Đức ấy, ở Đức này ấy, cái lượng xe này nhiều hơn ở Việt Nam, mình nói thẳng. Nhưng mà nói thật với các bạn, cả năm mà mình ở thành phố nhé, cả năm mình chưa nhìn thấy một vụ tai nạn nào chết người. Tai nạn thì có một hai vụ thôi, nhưng mà bẹp xe các thứ thôi chứ chết người không có, cả năm luôn. Nhưng mà Việt Nam thì liên tục và liên tục, rất là đáng tiếc, rất là buồn. Mọi người người ta không có coi cái tính mạng của người ta cao, cho nên là người ta liều, liều. Rồi uống rượu, uống bia, mặc dù nhà nước có cấm đoán, cấm đấy nhưng mà vẫn cứ uống, uống xong rồi say liêng biêng, men rượu. Chỉ đạo chứ bản thân có chỉ đạo được, có chỉ đạo được mình đâu. Thế có phải là do người dân cho bạn, do bản thân mình không lo cho mình là để xảy ra những cái tai nạn rất là đáng tiếc, một cái tính mạng con người rẻ mạt vô cùng. Rồi gây tai nạn rồi lại còn bỏ chạy hoặc là thấy người ta ngấp ngoài lại còn di cho chết hẳn đi để khỏi phải đền, kiếp dã man. Mà cái lương tâm của con người không biết người ta để đâu, dã man luôn. Còn cái thứ bảy ấy, cái thứ bảy cái này cũng rất là quan trọng các bạn này, ngã sông. Bởi vì hôm nay ấy, mình lướt Facebook mình thấy có ba cháu
bị ngã sông chết. Có những trường hợp, cái này mình không xem kỹ, không biết có phải cùng gia đình không, nhưng mà có trường hợp nhé, cùng một gia đình ba đứa con đều ngã sông, đi chơi đi tắm sông ngã chết. Các bạn thấy có đau lòng không? Ở Đức này, mình ở Đức này 37 năm mình chưa hề nghe tiếng người Đức ngã sông chết bao giờ. Người ta sông ngòi cũng nhiều chứ, nhưng mà không có. Một là nó không có tắm bừa bãi, hai nữa là những cái cả tắm sông người ta thì như quy định, mình không thấy thấy trẻ con đi tắm sông sông nhiều nhưng mà không thấy đi tắm sông. Nhưng mà nó đi tắm những cái nơi quy định chẳng hạn như biển hoặc là đi tắm bể bơi. Nhưng mà ở Đức này này là những học sinh đi học ấy là nó có cái giờ bơi, học bơi trên, không ai là người không biết bơi cả. Trên mình kể các bạn nghe cái hồi mà mình cho con cháu mình sang ấy, nó đi học nó có giờ bơi thì nó lại hay ốm. Thế nhiều lúc mình cứ lầm bầm, mình bảo làm sao mà lại cứ bơi với lội suốt ngày ấy, xong rồi cứ phải cho nó nghỉ. Thì hóa ra là mình về sau này mình cũng biết là học sinh nó phải có giờ bơi. Mỗi một người dân Đức này là ai cũng biết bơi 100% luôn, chứ nó không có xảy ra những cái điều đáng tiếc đó. Đấy là cái ngã sông. Chứ là Việt Nam bây giờ ấy cứ nói là cuộc sống sung sướng rồi, thì bây giờ cho con cho cái đi học bơi đi, rồi ôi rồi tắm sông các thứ cũng phải là quản lý, phải bảo con cái. Chứ bây giờ ngã sông tắm người chết sông liên tục và liên tục ấy. Những cái mạng sống, những cái mạng sống của con người ở Việt Nam ấy, ở nước ngoài không xảy ra. Thì bây giờ các bạn đừng có nói là số tướng số như đấy là liều thôi, chứ chẳng có cái số nào hết. Thế ở ở Đức ấy, người ta không có cái số à, cái số không có người không có số ngã sông về hay như thế nào. Và tám nữa là không có tuân thủ pháp luật côn đồ đấy. Nhiều người không có tuân thủ pháp luật mà còn dở cái tính côn đồ ra. Các bạn công nhận mình điều ấy không? Ai thì đi cãi nhau với cảnh sát rồi đánh nhau đấm nhau với cảnh sát, người ta gọi là trứng chọi với đá đấy nhá. Cảnh sát dù sao ấy, người ta gọi là phải chấp hành thi hành công vụ pháp luật, chứ ai thì mà côn đồ rồi chửi cả pháp luật rồi không có tuân thủ rồi đánh đập nhau rồi chửi nhau tỏi lên. Ở Đức này bây giờ ấy là cũng lộn xộn rồi, nhưng mà mình thấy vẫn còn bằng một phần nghìn ở Việt Nam. Kể cả say xỉn đấy, nhưng mà nó chống thì nó cũng chỉ nói thôi, chứ nó không bao giờ nó dám đao to búa lớn đánh đập hoặc này khác, mà rõ ràng nó say đi liêng biêng vãi đái cả ra quần đấy, nhưng mà vẫn không có cái trò đấy. Nó rất là hay ở cái đấy. Đấy là không có tuân thủ pháp luật tí nào cả, mình thấy rất rất là đáng buồn. Và cái thứ chín nữa là giết người cướp của, chấn lột. Trời ơi. À lại còn một cái. À được rồi. Bây giờ nghiện hút nhiều, bởi vì cái kinh tế không có, cho nên là cứ đàn đúm nghiện hút nhiều không có tiền, đi chấn lột giết người, thậm chí chỉ 100-200 nghìn cũng chết một mạng người. Rất là đáng tiếc, rất rất là buồn, rất rất là buồn cho Việt Nam. Và tất cả mọi cái này mình nêu đây không phải là mình chống Việt Nam hoặc mình chê Việt Nam, và mình muốn nói rằng Việt Nam tính một cái tính mạng của con người của mình, cuộc sống của mình mà nếu như tự giác được, mà tinh thần trách nhiệm cao, thì nó sẽ không xảy ra những điều đáng tiếc như thế này. Rất rất là buồn. Rất là, rồi còn lộn xộn, lừa đảo, lừa bất chấp mọi thủ đoạn, bắt cóc trẻ con, bán trẻ con, rồi bắt cóc người tống tiền. Nó nhiều cái hình thức ở Việt Nam nó đẻ ra. Công nhận là Việt Nam mình cái giỏi đâu thì mình không biết, mà cái giỏi này thì giỏi nhất thế giới, nói thẳng là như thế. Mình nói có đúng không? Nếu các bạn thấy sai các bạn bình luận để mình rút kinh nghiệm nhé. Lừa lọc bằng mọi thủ đoạn. Bây giờ trên mạng ấy, người ta lừa lọc cũng bằng mọi thủ đoạn, nhưng mà Việt Nam nó còn ác
chiến hơn nhiều. Không những trên mạng nó lừa lọc mà còn ngoài đời nó lừa lọc rất là nhiều. Còn thậm chí người yêu đương nhau xong rồi là thấy người ta có tiền có của thì bởi vì nghiện hút hoặc là không có tiền chơi bời ăn chơi đấy. Thế là cái yêu đương nhau mà đi giết bạn gái để lấy tiền lấy của, Việt Nam xảy ra rất rất là nhiều, rất là đáng tiếc, rất là buồn. Và một cái thứ 10 nữa là cái người dân vẫn còn cực kỳ khổ. Mình nói thẳng là cực kỳ khổ, nhất là trong khu miền trong ấy, mình không khẳng định được, hình như ở miền Tây ấy, mình nói đây các bạn thông cảm nhé, không phải ai cũng miền Tây cũng thế, nhưng mà đa số ở miền trong ấy, các bạn cứ xem video đi, xem ở ngoài Bắc có không, ngoài Bắc chắc là có nhưng mà rất rất ít, đa số là trong miền Tây nghèo, con cái thất học rất rất là nhiều. Mà người mẹ, vừa hôm qua mình lướt Facebook mình xem, người mẹ thì lười, đẻ nhiều xong rồi là để hành hạ con cái. Một cái đứa trẻ nó có mới 12 tuổi, thất học, nghỉ học, đi bán vé số. Mà đi bán vé số mà bế em theo, chăm em. Thì cái YouTuber người ta quay, người ta mới hỏi là thế mẹ làm gì? Nó bảo mẹ không làm gì cả. Mẹ chỉ giữ em thôi, nhưng mà tối nó về thì mới giữ em, còn không làm gì. Một cái người mẹ nó vô lương tâm như thế. Đẻ nhiều xong rồi đẩy con cái đi ăn xin, đi bán vé số, đầy đọa con cái. Rất là khổ, mình thấy tội nghiệp thôi rồi đấy. Mà rồi những người già 70-80 vẫn phải đi bán vé số để mà mưu sinh cho cuộc sống. Rồi thậm chí chăm những đứa con cái nó bị không may, nó bị tàn phế. Ở Việt Nam mình thì mình nghe nói là cũng có cái tiền mà những người bị tàn phế đấy, cũng tháng cũng được mấy trăm nghìn. Rồi những người già cũng được, nhưng mà đa số vẫn còn hoàn cảnh lắm. Cái này thì mình không nói. Cái này thì nó gọi là cái điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam chưa cho phép, chứ người ta chưa thể mà đáp ứng nhu cầu được. Như thế là cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà bây giờ mình mong muốn ý, là người dân của mình như thế nào mà cố gắng để mà đỡ, vượt qua những cái khổ này, vượt qua những cái mà tệ nạn xã hội này, vượt qua những cái mà gọi là nhất thế giới này. Thì rồi trẻ em thất học rất rất là nhiều. Thời nay cái xã hội tiến lên, xã hội 4.0, xã hội mà người ta còn lên cung trăng, lên vũ trụ mà lại còn thất học nữa thì làm gì? Coi là cái đời cha nối đời con, đời ông nối lời cha, đời cha nối đời con đời cháu, đời chắc là cũng thế thôi. Bởi vì thất học thì làm cái gì được ăn, thì cũng lại cứ đi ăn xin, đi bán vé số thôi, chứ còn làm gì được. Rất là đáng tiếc, rất là buồn đấy. Còn một cái điều gì đấy nhỉ, mình lúc nãy mình nhớ ra mình lại quên rồi, thôi kệ đi, còn sót chắc là còn nhiều lắm, chứ không phải là ít như thế này đâu, nhưng mà thôi còn sót thì thôi. Và một cái điều 11 mà mình hỏi các bạn, như thế sướng hay khổ? Bởi vì rất nhiều các bạn nói là ở Việt Nam sống sướng, bây giờ kinh tế phát triển rồi, không có khổ như ngày xưa. Tất nhiên, nhưng cái phần tử đấy rất là ít, còn cái số lượng người khổ nhiều lắm, còn nhiều lắm các bạn ạ. Nhất là trong miền Nam, không biết là cái tỉnh nào, khổ lắm. Đi bán vé số mà mình công nhận đấy, Việt Nam mình cũng chịu chơi thật, vẫn mua vé số ác lắm. Và những cũng may cho những người nghèo mà người ta có công ăn việc làm, đi bán vé số để lấy tiền mưu sinh. Chứ mà không chịu mua thì bán cho ai? Cho nên là đâu đâu cũng thấy bán vé số, đúng là chỗ nào cũng thấy người bán vé số, già rồi trẻ em bán vé số. Thì mình hỏi các bạn là như thế này là sướng hay khổ? Tất nhiên sướng là sướng cho những người có tiền. Những người là có chân rết, có tiền thì người ta hưởng thụ và rất là sướng. Và buôn bán ở Việt Nam ấy thì mình vẫn nói là Việt Nam mình là vẫn chưa quản lý chặt về tài chính. Cho nên là những người mà không phải là thuế má cao như ở nước ngoài. Cho nên những người buôn bán ở Việt Nam rất dễ thở, là vẫn sướng, là sướng những người đó. Đồng tiền của Việt Nam ấy là nhà nước mình vẫn chưa quản chặt. Ví dụ như là anh có tiền nhé, là anh vào
ngân hàng anh cho tiền vào sắc 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 một lúc vài chục tỷ mua cái nhà vô tư không vấn đề. Nhưng mà nếu mà nước ngoài mà như thế là chết ngay, người ta chặn và giữ ngay, là người ta bắt chứng minh, phải chứng minh cái khoản tiền đấy lấy ở đâu, buôn bán làm ăn gì, thuế má có nộp đàng hoàng không đấy, không đơn giản một chút nào các bạn. Đấy thì còn rất nhiều những cái từ, rất nhiều những cái ý kiến các bạn lập luận là có tiền về Việt Nam sống sướng hơn, mới lại về Việt Nam sướng hơn, bây giờ sướng rồi không khổ như ngày xưa. Bây giờ mình nói các bạn nghe, ở nước ngoài thì còn đang khổ này, nước ngoài này lạm phát, kinh tế, giá cả các thứ, giá cả thị trường tăng cao, thì Việt Nam còn khổ hơn, bởi vì á làm ăn khó khăn, những cái công ty nước ngoài người ta sang Việt Nam người ta làm nhưng mà làm ăn không được, họ cho thất nghiệp đến 70% thì lấy đâu ra mà sướng. Bây giờ người dân á ruộng thì không có, ruộng bán hết rồi, công ăn việc làm không có thì không biết là người ta sống bằng cái gì đây, trừ những người buôn bán ra, còn những người dân bình thường người ta sống bằng cái gì đây các bạn, rất là khó khăn, rất là khổ. Thì đấy là mình nói, đây là mình mới nêu có 11 điểm đây nhé các bạn nhé. Thì bây giờ mình xin dừng video, mong các bạn xem video và ủng hộ U70, và nếu như các bạn thấy mình chia sẻ không đúng và sai cái gì, các bạn cứ bình luận để cho mình biết, là mình rút kinh nghiệm. Và cái này mình nêu lên đây là không phải mình chống phá Việt Nam hoặc là mình ghét Việt Nam, mà đây là mình buồn cho những người dân, mà những người dân mà không tự chủ bản thân, không biết bảo vệ bản thân mình để khổ. Tất cả xã hội là ai? Xã hội là mình, và mình tất cả từng người tạo lên thành một xã hội. Ok, bye bye các bạn, mong các bạn ủng hộ và hẹn các bạn đến video tiếp theo. Bye bye.